quên không rồi. Quên không không gì. Quên không đeo khẩu trang. Đấy, người ta phải mặc đồ đẹp. Thôi để hôm nào tối mặc đồ đẹp đi lên chụp ảnh. Hay ở dưới Hà Nội cũng có. Cái quán lúc ấy ăn đấy mẹ. Ừ. Chủ quán là bác sĩ đấy. Thế á? Đến chụp ảnh căn bản là mình quần áo xấu. 10 to nhỉ. Biết đường về không?